nước lạnh quá. Con gái nó teo hết trơn rồi. Có không? Không. Không có à? Còn được phi à. Anh trong tham cào trong. Ờ, cá. Cá trẻ trong bồ. Ghê vậy? Gần 5 ký. Bữa mày cái mì chưa tham cào đó. Trời ơi sao đã nha ta. À, đồ phi ngon à. Đó, cỡ đã chiên lên là hết ý luôn. Đồ phi hả? Con đá đi đâu? Đồ phi là lãi hả? Là lưới hay đâu? Được không? Tụi nó có móc câu ở đây không con? Hôm nay anh em được trải nghiệm nè. Được chú chở đi. Wow. Hai cái bên này mà có cái gì nữa ha. Nó đỡ đọc trên. Giống như thằng kia nó đổ cái ống nước bên cô trước này. À, đi qua bên kia là khác lắm. Quá đẹp. Cát rồi lấy đất nữa. Sáng sớm tinh sương luôn nha mọi người. rất là phê luôn, cái hồ nó rộng. Ngồi trên cái xuồng mà gồng rất là gồng luôn đây. Ông chèo đò. Này là hai đứa đi theo chú thăm lưới. Nhưng mà ngồi xuồng thấy ghê quá, chèo mệt không? Không. Nhẹ. Bình thường mà. Đây, bao rộng luôn. Hy vọng lát nữa có không. Bình thường mấy bữa trước có nhiều không? Mấy bữa trước chú thả chủ yếu thật lát đi, cá mì dinh rồi cá mắt lòi. Ờ. Cá mắt lòi là cái gì ta? Trắng mà mắt bự nó kêu mắt lòi mà. Rồi con biết con cá đó đợt vô trong sao tôi đúng không? Ờ đúng rồi đó, quá trời luôn. Lát nữa thầm thì mới khó khăn. Trời ơi cái này mà có xuồng. Mà đi thua xuồng nó trầm trền quá. Còn biết. Ồ, con mực con còn. Ngon quá. Ồ, nhiều ghê. Sao chỗ đây nhiều vậy ta? Tôi đóng cái khúc. Rất sạch. Ồ, dính nữa kìa. Cá thắt lát. Hai con thắt lát, trời ơi thắt lát này chắc phải năm sau mới ngon ha. Lát năm sau ngon. Nhiều chứ, này văn chịu khó văn rồi. Cho chép lại xong được. Cá bự không? Cái này giống cá linh quá à. Nó kêu cá linh này. À đúng rồi, còn tròn chân trắng nhỏ nè. Cây à. Mấy cả cây chứ. Đúng rồi. Mấy bữa cây lớn kìa nó tạp quá trời quá đất. Bắt không được hả? Ừ nha. Nó hôm trước nó có xuồng kia. Bây giờ nó bán là nó có xuồng máy. À. Quá đẹp, quá đẹp. Tê chưa? Quá phê luôn mọi người. Ngồi đang gồng quá, sợ nó lật. Trời ơi mặt hồ tĩnh lặng luôn. Mà cái này hả không biết chèo mà mang xuồng ra chính giữa chắc vô không được luôn á chú. Này là thế nào mình cũng chèo được cái xuồng này không, xuồng này chèo cũng dễ mà ha. Dễ mà. À, lên quậy hơi là nó cũng đi được, có cái thúng á chèo nó mới khó. Thúng là mới khó chứ mà. Thúng nó tròn á. Đúng rồi. Thúng rồi dân chèo còn không rành là không chèo được. Thúng là chủ yếu chú ở đây là chủ yếu mình chú là chủ chèo thúng. Học trước đi biển là chú đi còn thúng mà. À.
Trời, con nó bộ lá thì. Để đây luôn hả? Ừ. Rồi sau chuyến vào lưới anh em chúng ta vào bờ. Vô bờ, ra khơi rồi giờ chúng ta sẽ vô bờ. Không biết đường nào. Ôi, chèo chuyên nghiệp quá Long. Còn có em cũng có chèo thôi mà. Thì anh chào hai bên là chúng nó cũng đây à. Giữ cá lại không cho chích điện. Đúng rồi. Đó là coi như quanh năm là cá chết. Này có bên cũng làm ra. Thôi lên bờ thôi. Lên bờ thôi. Yeah. À, một buổi đi ké vợ lưới thành công, một người thường không có lặt. Lặt là chết, là lạnh quá, nhưng mà sao từ nãy đi trong với hết lạnh luôn. Lúc nãy ở nhà về lạnh đó. Đẹp lắm nha, cô này đẹp lắm nha, đẹp nha. Đỏ thấy chưa, trời lên kìa, quá đã luôn.